thì ZK Audio lên số chào bác nha. Ngô Văn Anh nhé, bác có số là 083, bốn số cuối là 8286. Con số của bác cũng tương đối đẹp. Bác ở xóm 3, thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau khi bác có xem kênh YouTube và bác có đặt một cái súp JBL 835, đây là dòng cao cấp, mạch tản nhiệt bằng nhôm. Vâng, thì có đi kèm bên cháu tặng cho bác là dây Canon da AV dài 4m để bác cắm trực tiếp đằng sau vang của nhà bác đang dùng. Vâng, đây thì là cái giao diện mà cái súp JBL 835 dòng cao cấp này của bác. Thì bên cháu cũng vừa lấy ở Tùng ra đấy ạ. Thì bên đây là dòng mà có hai thùng lớp cát tông nhá. Đây nhá. Nhập Trung Quốc chuẩn luôn cho bác, nhà máy xốp rất là cẩn thận. Đây thì bên cháu cũng vừa bỏ ra xong đây ạ. Đây. Mã 835 của bác đây ạ. Đây thì là bên cháu đã bỏ ra đây và test kiểm tra cho bác trước khi gửi. Rất là cẩn thận. Tất cả những bác khách hàng mà đặt hàng bên ZK Audio bên số thì bên cháu thì cũng đều là làm sản phẩm review lại, kiểm tra lại chất lượng trước khi gửi cho các bác ở mọi miền Tổ quốc. Thế nên là hàng nhập nhà máy loại 1 của bên cháu. Thì trước tiên là cháu thay mặt công ty ZK Audio lên số cảm ơn bác nhé, đã tin tưởng vào ủng hộ sản phẩm xuất điện bên ZK. Thế nên là tổng thể cái giao diện phía trước được phía trên là mặt trước này là được sơn nano màu đen rất là đẹp, nhìn rất là lì khỏe. Phía trước này có một cái lỗ thông hơi này. Đấy. Được bo biển trắng, bên cạnh thì là làm bằng vân gỗ. Thế đây cháu quay ra đằng sau với bác nhé. Vâng, đây là dòng cái súp điện JBL 835 25 mã mà dòng cao cấp, thì duy nhất cái dòng này được làm bằng cái cánh tản nhiệt mà bằng nhôm. Mạch điện phía đằng sau này là đều màu trắng hết. Đây mã đi ạ. 835 25 mã. Thì đây là có cái tem bảo hành của bên ZK Audio lên số bác nhá. Để bảo hành cho bác 1 năm luôn ạ. Nhìn rất là đẹp. Đây là bên cháu đang test trực tiếp đi ạ. Đây cháu sẽ tắt trầm cho bác nhá. Đây là volume này bác này. Cháu tắt trầm đi ạ. Đấy, thiếu giải rất là nghe nó không hay, nó khô. Bây giờ cháu bật trầm lên để cho bác trải nghiệm nhé. Đấy. Nghe tiếng trầm rất sâu, cái dòng này là cái tiếng bass nó rất tròn và hay, đặc biệt là nghe rất lực. Nói chung là trong mang trong mình một cái sức sống rất là mãnh liệt. Nghe cảm thấy cái chất âm của một bài nhạc nó hay hơn hẳn, được nâng lên rất là nhiều. Đây là hơi bụi tí. Trước khi mà gửi cho bác, bên cháu cũng test trước mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chạy ổn định, bắt đầu bên cháu mới quay lại video review lại cho bác để bác xem cái sản phẩm của mình đã đặt bên ZK Audio âm thanh số. Vâng, đây là dòng cao cấp bác nhé. Cho tắt đi cho bác này. Đấy. Thì chất nhạc thường thường chúng ta nghe nó chỉ có cái giải như vậy, nghe rất là khó nghe. Thì cháu bật lên cho bác nhé. Đấy, có tiếng trầm vào thì nghe chất âm nó ấm hơn, dày hơn. Và đặc biệt là nghe nó nhiều sức sống, nghe nó dễ chịu. Vâng, thì hiện tại cái trầm này của bác nó đang hoạt động rất tốt nhá. Đang quảng cáo ạ. Đây, chỗ này bật lại. Nghe rất là hay. Hiện tại cái châm này của bác đang hoạt động rất là ổn định bác nhé, rất là hoàn hảo. Thì cháu xin phép là bỏ ra và bên cháu đóng gói cẩn thận cho bác trước khi gửi. Nghe cái châm xuống rất sâu, rất dễ chịu, đặc biệt là bát đối đất bác nhé. Bát đối đất ở phía dưới đấy ạ. Đây, cái mà bát của bác đang nằm phía dưới là đang hoạt động đấy ạ. Nhìn cái mặt bát này rất là khôn, rất là sắc nét, rất là dày dặn. Nó không như cái dòng giải tiền khác, đây là dòng cao cấp của bác đã đặt bên ZK Audio âm thanh số. Đồng bác dùng sản phẩm trầm này thì bác nghe được cái giải âm thì cháu nghĩ là bác sẽ mê và sẽ lắng nghiện luôn cái chất trầm. Sau này thiếu thì bác sẽ không nghe được đâu ạ.